đây là chú khủng long Stegos Raiden. Thì cái con máy này nó sẽ có tích hợp động cơ đó các bạn. Và bây giờ tôi sẽ thao tác cho các bạn xem nha. Mở cái lắp này ra. Và đây là cái chỗ chứa pin của chúng ta, hai viên pin size 2A đó các bạn. Và để vào. Rồi, ở đây nè các bạn, nó sẽ có cái nút nhưng mà hơi bị khó chịu. Một cái nút là Pre và một cái nút là Driver. Thì khi mà chúng ta để cái nút ở cái phần Driver đó, thì chúng ta sẽ mở cái công tắc là chỗ này, thì nó sẽ có bánh xe nó chạy các bạn ạ. Và nếu chúng ta chuyển qua phần Pre thì bánh xe nó sẽ đứng. Đó, bánh xe nó sẽ đứng lại như vậy. Nó khóa lại đó các bạn. Nhưng mà khó chịu một chỗ là khi chúng ta đẩy cái nắp lại thì nó sẽ không thể nào mà chỉnh được cái nút này, hơi bị khó chịu chỗ đó. Và bây giờ ta sẽ để lại cái driver đi nha các bạn. Rồi, gắn vào. Các bạn thấy không, đẩy cái nắp lại là mất luôn cái chỗ đó mà điều chỉnh cái nút. Vì thế mà khi mà chúng ta đẩy nắp lại, chúng ta sẽ không có thể nào mà để cho con khủng long đứng một chỗ mà di chuyển được các phần này. Chúng ta chỉ có thể cho nó chạy được thôi. Các bạn thấy không, hàng gai ở trên lưng của nó sẽ di chuyển và bánh xe của sẽ lăn. Và nếu như mà chúng ta để ở cái chức năng ở chế độ này thì nó sẽ có chức năng là chạy lùi, và chúng ta sẽ điều chỉnh nó lại thôi các bạn. Đây là tắt, và bây giờ chúng ta đẩy về phía trước là nó sẽ chạy tới, rất là thú vị. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cái cơ chế hoạt động của cái dàn gai sau lưng nó nha các bạn. Thì cái bánh xe nó nằm ở phần như này, thì cái động cơ của nó làm cho cái bánh xe quay là điều dễ hiểu thôi. Nhưng còn cái phần lưng này của nó chúng ta có thể tách ra được. Thì làm sao mà để các phần lưng của nó có thể di chuyển được thì cũng rất đơn giản thôi các bạn à. Đó là một cái dạng chuyển động truyền trục. Và các bạn thấy nè, ở đây chúng ta sẽ có một cái đồ, cái chấu lõm vào. Và ở đây của chúng ta có một cái nút lòi ra. Và khi chúng ta gắn này vào thì nó sẽ khép kín với nhau. Và chúng ta mở cái động cơ lên thì cái phần này nó xoay nè các bạn. Nó xoay thì nó sẽ khiến cho cái phần này nó xoay theo. Tắt đi. Nè, cái phần này nè, nó xoay theo. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ tôi sẽ gắn lại. Rồi. Đó, thấy không?
và đây chính là Killer O. Tuy nhiên đây không phải là phiên bản thường nha các bạn, đây là phiên bản Another và nó đã được phối màu lại rồi, màu xanh lá và xanh đậm là chủ đạo, kèm theo đó là cái màu đồng này. Cái màu sắc là hoàn toàn khác biệt so với phiên bản thường. Tuy nhiên cái hình dáng thì nó vẫn là như vậy thôi. Hình dáng hợp thể các bạn thấy đó, rõ ràng cái phần thân của nó là ok, to, đều, cưng. Nhưng mà cái phần chân của nó thì khá là mỏng vì nó được ráp từ cái hai cái cánh của con diệt long ra, cho nên nó không có cứng đối. Thì cái dạng hợp thể của các cái tai ở trong Abba Ranger đó các bạn thì đa phần nó là không cứng đối như vậy rồi. Chỉ có Abba Reno á là tôi thấy là nó ok nhất thôi. Màu sắc ở cái bản phối này thì nó hơi tối. Tôi cảm nhận là nó hơi tối nhưng mà nhìn nó cũng khá ngầu đúng không các bạn? Clip review đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau nhé.